Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người lao động khó khăn tại thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, lãnh đạo các bộ ngành trung ương thành phố Cần Thơ, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã luôn dành sự quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn 764 hộ nghèo, tỷ lệ 0,21%, thấp nhất dùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của thành phố Cần Thơ về những thành tích đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thủ tướng tin tưởng thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 và thực hiện thành công nghị quyết đại hội 13 của đảng. Thủ tướng lưu ý thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, bày tỏ mong muốn xuân về Tết đến, không ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cũng đề nghị các cấp chính quyền thành phố ra soát lại trên địa bàn các chế độ chính sách của các đối tượng chính sách được hưởng bảo trợ, kịp thời có hỗ trợ, nhất là những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế, những người ốm đau trong dịp Tết này. Thủ tướng đề nghị cấp quỹ chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thành phố Cần Thơ tiếp tục chung tay chăm lo Tết cho người dân. Nhân dịp xuân mới giáp thình 2024, Thủ tướng chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng thành phố Cần Thơ 10 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ.